Hello, mến chào cô chú anh chị. Chào mừng cô chú anh chị đã quay trở lại kênh YouTube của Tiến Vlog trong cái bản tin ngày hôm nay. Thì ngày hôm nay Tiến lại tiếp tục cập nhật và chia sẻ đến cho cô chú anh chị thêm một số những cái thông tin mới nhất liên quan đến vụ việc mà tranh giành tài sản nhà của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Đặc biệt là một cái thông tin đó là lộ ra cái bản mà lời khai của cô cháu gái tại tòa nha cô chú anh chị ha. Bởi vì người ta nói một câu như thế này: người hại không chết, trời hại mới chết nha cô chú anh chị ha. Thì khi mình đã lấp liếm, mình đã gian xảo, mình đã nói dối, thì mình sẽ tìm cái khác để mình lấp đầy cái nói dối đó. Và càng nhiều lần như vậy thì sẽ bung bét ra hết. Và ngày hôm nay đã bung bét tất cả mọi thứ rồi cô chú anh chị. Thì mình biết cái bài mà comment, cái bài mà tin nhắn mới nhất của cái cô cháu gái vừa đăng về việc mà nói Hồng Loan là cái người mà mang ơn của gia đình 37 năm mà giờ lại vùi lấp gia đình, thì đã có một làn sóng dư luận cũng giống như rất là nhiều người trả lời cho cái cô cháu gái rằng là ai mới là người mang ơn và ai mới là cái người cần trả ơn. Thì từ xưa tới giờ á, cái việc mà nhận con nuôi là cái việc rất là bình thường à cô chú anh chị ha, và người ta phải có xuất phát từ tình cảm và lòng yêu thương đứa bé đó thì mới nhận. Mà nếu Hồng Loan là con nuôi đi chăng nữa thì cũng phải xuất phát từ sự yêu thương của cô nghệ sĩ. Chứ tại sao biết bao nhiêu đứa con, biết bao nhiêu những đứa bé bất hạnh, biết bao nhiêu người có hoàn cảnh khó khăn, biết bao nhiêu người có cái cuộc sống còn tệ hơn Hồng Loan nữa, nhưng mà tại sao chú lại nhận Hồng Loan? Em nói ví dụ thôi nha cô chú anh chị. Thì cũng phải xuất phát từ cái tình yêu thương riêng chú dành cho đứa bé này thì chú mới nhận về nuôi, chứ không phải là ai đưa đến cũng nhận, ai đưa đến cũng nhận đấy, đúng không? Điều đó chúng ta thấy rõ ràng tại sao mà chú không đứng tên làm cha của mà anh Thanh khi mà nhận anh này về nuôi, đúng không? Chú có sự phân biệt rất rõ ràng con là con, mà con nuôi là con nuôi, mà con nuôi trong nghề là con nuôi trong nghề, không thể nào mà nhầm lẫn được. Và cái điều đó chú đã thể hiện rất là nhiều rồi, mà chưa bao giờ nghe câu nói rằng á là con là phải mang ơn ba mẹ hết trơn đó cô chú anh chị. Thì thật sự ra công ba mẹ nuôi con là ba mươi mấy hay 40 năm hay cả đời, cái đó là chuyện ba mẹ và con cái, là chuyện gia đình. Nếu mà người trong gia đình ba hoặc mẹ họ không có ý kiến thì bất cứ người nào cũng không có ý kiến về vụ việc này hết. Mà nó không phải gọi là ban ơn nữa, cái đó là tình yêu thương con cái dành cho ba mẹ và ba mẹ dành cho con cái. Nó ba mẹ nuôi con lớn khôn thì sau này con cái làm ăn có tiền thì chăm lo lại ba mẹ, còn không có tiền á thì lo bằng cái khác. Đâu phải là mọi thứ là tôi lo cho ba mẹ tôi phải la làng lên, cái này tôi lo cho ba mẹ tôi hả, đúng không? Và sau kể công mang ơn giữa ba mẹ và con cái là không bao giờ có chuyện mà ơn nghĩa ở đây. Điều đó là chính xác, đúng không cô chú anh chị? Đó mà cô chú gái lại mang nói rằng là Hồng Loan nên mang ơn gia đình, mà trong khi quý vị thấy rằng đó là mỗi người đều có một cái cuộc sống gia đình hết rồi, có một cái tổ ấm của mình hết rồi. Cô cháu gái cũng có gia đình của cô cháu gái và chú đã lo cho cô cháu gái rồi. Em của mình thì chú cũng đã lo rồi, thậm chí là những người em này còn báo của chú hết 5 căn nhà, trong đó có nhà từ đường, 1.000 lượng vàng và một căn biệt thự. Thì đây mới gọi là người mang ơn nè, đúng không? Anh mình đáng lẽ phải lo cho gia đình của anh mình, nhưng mà anh mình cả cuộc đời làm lụng vất vả để mà đi trả nợ cho em, cho những đứa em đó. Bây giờ nó đã có gia đình hết rồi, có cuộc sống riêng hết rồi, đáng lẽ là phải tự để mà mình làm, mình trả nợ những việc đó, chứ không phải là do cô chú Vũ Linh phải có trách nhiệm để mà lo đâu ha. Đó, bởi vì đừng có lầm tưởng cái đó là chú vẫn lo, là mình phải biết ơn cái người đó mới gọi là người ơn, và mình phải đi trả ơn cho chú Linh, chứ không phải là bây giờ mình bắt con gái của người ta trên đời như thế là thấy bắt cái con gái của người ta phải đi trả ơn cho em và cháu của anh mình. Quý vị thấy không? Ba mình lúc còn sống giúp đỡ cho người ta, bây giờ á là khi mà mất đi á là mình phải có trách nhiệm mình trả ơn cho em hoặc là cháu của ba mình, thì cái chuyện đó hết sức là vô lý, đúng không cô chú anh chị? Và từ bây giờ nè cô chú anh chị phải về nhà xem lại, phải tuyên bố rõ ràng nha. Không thôi là lại có một cái lần thứ hai nữa, đó là trong lúc nhậu lỡ có nói cái gì mà cho cái gì đó thì hoàn toàn không có chịu trách nhiệm nha, hoàn toàn cái đó là không đúng sự thật nha, cái đó là cho vui thôi nha, phải tuyên bố rõ ràng chứ để sau này khi mà mình lỡ có một cái vấn đề gì đó thì cái đó đem ra làm di chúc miệng là tội nghiệp cho con cái của mình sau này.
nha cô chú chị. Còn em á, mà giả sử như đến đây ở á, phải nói rõ ràng nha, cho ở thôi nha, chứ không phải là cho cái nhà này nha. Hứa cho mà không cho là ta lập di chúc bằng, sau này giúp di chúc miệng á, là mệt với con, là con mình mệt á, khổ cho con mình dài dài. Không phải là lúc nào ai cũng được nhiều người yêu thương giống như chị Hồng Loan mà để đấu tranh lại những cái bọn này đâu. Em nói thiệt cô chú anh chị, họ khi mà họ đã biết cái điều này rồi, họ đã có âm mưu, họ đã chuẩn bị, quý vị không, giống như là cô Sáu chuẩn bị 9-10 năm trời. Là cái đó là chúng ta thấy thôi, chúng ta tính từ cái việc tin nhắn thôi nha. Là 9-10 năm trước, cái tin nhắn 9-10 năm trước thì không có lý do gì mà một cái người cô mà lại giữ những tin nhắn đó làm gì hết, đúng không? Chỉ có là để những tin nhắn để sau này sử dụng thôi. Còn giả sử như muốn gõ trắng đen như thế nào, giả sử muốn chú Vũ Linh từ con hay gì đó, chỉ cần lại hỏi xong rồi ghi âm lại, hoặc là lại hỏi xong rồi quay video lại là xong rồi. Cần gì mà phải mà giữ những tin nhắn và những ghi âm đó 9-10 năm trước, đúng không? Tại sao không có những cái đoạn ghi âm mà mới nhất 1-2 năm nay và lúc nhỏ như thế nào chúng ta còn chưa biết nữa đó. Bởi vì rất là ghê gớm nha. Sau này là người nhà mà giả sử có nhà có người mất á, là không ha, là khi mà anh chị em mà bây giờ dành làm á nha, là phải nói rõ nghe nha. Thì cái này tất cả mọi thu chi này á là phải sao kê, phải minh bạch rõ ràng nha, chứ không phải là lời ăn lỗ chịu nha. Lời ăn là bắt chủ nhà, lời thì ăn lỗ thì bắt chủ nhà chịu. Nhiều cô chú đặt câu hỏi rất là hay, nếu mà chú Vũ Linh á để lại cái khoản nợ khoảng chừng 1-2 tỷ hoặc vài trăm triệu thì cô cháu gái và em gái có bay vào dành nói rằng đây là phần nợ của anh tôi mà bay vô trả hay không, đúng không cô chú anh chị? Và cái người mà giả sử như cái chú mà nợ cái người đó, người ta đến đòi tiền á, thì không biết người ta lại đòi cô cháu gái hay đòi em gái hay là đòi Hồng Loan của chú anh chị. Nói vậy là đủ hiểu đúng không cô chú anh chị? Thật sự hết sức là phi lý khi những cái người này lại bay vô đi tranh giành tài sản với anh của mình. Đó là điều mà mọi người rất là bức xúc. Và mới nhất thì quý vị coi trên màn hình ha, thì đây là trích trong cái lời khai của cô cháu gái tại tòa, thì rất là dài, nhưng mà chỉ cắt cái khúc này thôi là chúng ta thấy được một cái sự lương lẹo ở đây nè. Đây, để em đọc cho cô chú chị nguyên cụm từ nha. Vì quá bức xúc nên ngày 3 tháng 5 năm 2023, em ruột của cô Sáu, em ruột của HB là bà Võ Thị Hồng chấm chấm chấm, em gái của nghệ sĩ Vũ Linh, có đơn khởi kiện yêu cầu tòa án nhân dân quận Phú Nhuận chia di sản thừa kế do nghệ sĩ Vũ Linh để lại, gồm nhà đất số 5 Đồng Thị Điểm, phường 1, quận Phú Nhuận, thửa đất số 87-88, tờ bản đồ số 8 tại phường Linh Đông, thành phố Thủ Đức, xe ô tô Toyota mang biển kiểm số 19-1798. Toàn bộ tài sản này hiện nay được bà Võ Thị Hồng Loan đã đăng ký khai nhận di sản thừa kế và đứng tên, và tòa án nhân dân quận Phú Nhuận đã thụ lý vụ án. Nay cháu gái đề nghị tòa án xem xét giải quyết, công nhận và thực hiện theo đúng quyết định của nghệ sĩ Vũ Linh khi còn sống, là đã cho cô cháu gái căn nhà số 5 Đoàn Thị Điểm, quận Phú Nhuận, và thực tế cô cháu gái và gia đình của cô cháu gái đã ở đây từ năm 2021 cho đến ngày Hồng Loan đuổi. Trên đây là bản tự khai của tôi liên quan đến nội dung vụ việc, đề nghị tòa án xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật. Đó, quý vị nhìn vào cái chỗ mà em khoanh tròn đỏ đỏ đi, thì cũng thể đọc lại một lần nữa nha cô chú anh chị. Nay cháu gái đề nghị tòa án xem xét giải quyết, công nhận và thực hiện theo đúng quyết định của nghệ sĩ Vũ Linh khi còn sống đã cho cô cháu gái căn nhà số 5 Đoàn Thị Điểm, quận Phú Nhuận, và thực tế cô cháu gái và gia đình cô cháu gái đã ở đây từ năm 2021 cho đến ngày Hồng Loan đuổi. Trên đây là bản tự khai của tôi liên quan tới nội dung vụ việc, đề nghị tòa án xem xét giải quyết theo quy định pháp luật. Đầu tiên chúng ta nói là cái lá đơn này á là được viết vào ngày 3 tháng 5. Vậy ngày 16 tháng 6, cô cháu gái trong cái buổi họp báo của mình nói rằng á là tất cả mọi thứ là do mẹ mình làm, mẹ mình bức xúc. Mẹ mình bức xúc, mình không có liên quan, và cũng đã khuyên ngăn mẹ mình. Ủa sao kỳ vậy?
Trong cái buổi họp báo là ngày 16 tháng 6 nha, nhưng ngày 3 tháng 5 á thì mình viết trong cái đơn và lời khai của mình tại tòa là yêu cầu là phải làm theo cái quyết định của nghệ sĩ Vũ Linh khi còn sống. Là sao? Bởi vì quý vị thấy không? Lại một lần nữa chúng ta lại phát hiện ra cô cháu gái nói dốc. Và một cái điều như thế này nè. Ngày 16 tháng 6, cô cháu gái nói là cô gái bức xúc nên mới gửi cái đơn kiện đó. Thì em hỏi rằng cái ngày 3 tháng 5 á là cái đơn này đã gửi rồi, mà ngày 20 tháng 5 Hồng Loan mới lên trên mộ. Ủa, không lẽ cô cháu gái biết rằng là 17 ngày sau thì Hồng Loan và Vũ Luân sẽ lên mộ nên bức xúc trước hả cô chú anh chị? Em thấy rất là một cái chuyện rất là phi lý, vậy thấy không? Đây em sẽ chỉ với cô chú anh chị ha. Họ luôn lúc nào cũng nói rằng á là Hồng Loan lên mộ để mà tố cáo gia đình, đem ra truyền thông và nhờ nhiều người, nhiều YouTuber kéo theo YouTuber để mà chia sẻ. Nhưng mà vì thấy trong cái lời khai này là thấy rõ ràng đúng không? Bây giờ nè, em sẽ cho cô chú anh chị xem. Thì ngày 5 tháng 3 là chú Vũ Linh mất đúng không? Ngày 7 tháng 3 là cô cháu gái này kêu truyền thông vào là BH đó, nào, và tuyên bố với mọi người ở đây là con nuôi, Hồng Loan là con nuôi. Ngày 3 tháng 5 là ngày trong cái quý vị thấy trong cái tờ ghi nào không? Ngày 3 tháng 5 là ngày mà cô Sáu với cô cháu gái này đi kiện và lập di chúc và gặp đi di chúc miệng đó cô chú anh chị. Đó, ngày 20 tháng 5 Hồng Loan mới lên Hoa Viên làm rõ. Ngày 16 tháng 6 thì cô cháu gái họp báo nói là hoàn toàn không biết gì ạ. À, thì như đây là thấy sai đúng không cô chú anh chị? Đúng không? Ngày 3 tháng 5 á thì cô cháu gái này đã đi kiện và đi lập di chúc miệng rồi, mà nói không biết cái gì hết trơn. Ngày 16 tháng 6 họp không biết gì hết trơn và nói rằng á là Hồng Loan là cái người mà đi tranh giành tài sản. Trời ơi, quý vị thấy không? Hồng Loan đâu có nói gì đâu. Tới ngày 20 tháng 5 thì khi mà bức xúc quá chịu không nổi nữa thì Hồng Loan mới lên trên mộ để làm rõ ràng cho mọi người hiểu cái câu chuyện này. Đúng không? Quý vị thấy toàn là cô cháu gái đem ra truyền thông nè, cô cháu gái đi kiện nè. Rồi tôi hỏi thì nhiều người nói rằng là đổi thừa ra là Hồng Loan lên mộ để mà gì chèn ép gia đình thì chèn ép cái gì? Trong khi á kêu truyền thông lại nói mình là con nuôi, xong rồi đi kiện tranh giành tài sản, rồi đi lập di chúc miệng, rồi hỏi lúc đó làm anh chị những người mà đang bảo vệ cô HP nè, thì anh chị nghĩ sao về vấn đề này? Có phải là gặp gặp anh chị là anh chị sẽ càng nhanh chóng càng làm rõ hay không, la làng đúng không, hoặc là đi kiện tụng về từ lưa đúng không? Bởi vì đừng có nói tại sao mà Hồng Loan lại lên tiếng như vậy, ai nằm trong hoàn cảnh này đều phải lên tiếng hết đó. Và chứng tỏ một điều này là nó sai không? Lúc nào á là cô cháu gái cũng nói rằng á là Hồng Loan là cái người mà đi chà đạp gia đình, đi danh giành tài sản. Nhưng mà chúng ta thấy gặp cái thời gian thì thấy rõ ràng là quý vị thấy đó, ngày 20 tháng 5, 20 tháng 5 nha, là Hồng Loan mới lên mộ. Thì trước đó thì làm gì có bức xúc đúng không? Mà cô cháu gái nói trong cái bản này rất là rõ ràng, quý vị đọc lại cái bản này quý vị thấy không, là vì quá bức xúc nên ngày 5 tháng ngày 3 tháng 5 là cô cháu gái này đã đi làm đi kiện và đi làm di chúc miệng. Thì ngày 3 tháng 5 cái gì chút bức xúc cô chú anh chị, lúc đó Hồng Loan đâu có lên tiếng cái gì đâu. Ngày 20 tháng 5 là 17 ngày sau Hồng Loan mới lên mộ. Ủa vậy là bức xúc cái gì đúng không? Đó, quý vị thấy nhiêu đó là lòi ra một một số chuyện không, thấy nó lắng cắn chưa? Đó, vậy nói gì chuyện Hồng Loan lên Hoa Viên quậy trời đi kiện người ta. Tính ra em rất cảm ơn những người đã chỉ dặn Hồng Loan làm giấy tờ sớm, chứ không giờ ra đường rồi. Mô Phật hên hên, theo em là lúc làm giấy báo tử nên làm luôn á. Làm vậy là còn hơi trễ, vì họ có ghi âm từ trước rồi, làm vậy còn sợ không kịp. Thì bởi vậy nhiều người nói, ồ sao Hồng Loan đi làm sớm vậy, phải đi tranh giành tài sản không? Em nói thật sự nếu bây giờ mà không làm những giấy tờ chắc họ nói tới cỡ nào rồi, đúng không? Bây giờ họ đâu có đường nào nói đâu. Bây giờ họ cứ nói Hồng Loan là đứa con nuôi nè, nói Hồng Loan là đứa con bất hiếu nè, nói Hồng Loan là đứa con mà hỗn hào nè,
nói Hồng Loan là đứa con mắc dạy nè. Nhưng mà họ cũng không nói được một cái điều ở đây mà mọi người cũng phải công nhận với em, đúng không? Hồng Loan là đứa con hợp pháp. Dù là nuôi ruột chị tôi không biết, nhưng mà tôi biết Hồng Loan là đứa con hợp pháp. Vì chỉ có đứa con hợp pháp thì vì thấy có giấy khai sinh, tên ba là ông Võ Văn Ngoan, rõ ràng đúng không? Và chỉ có đứa con hợp pháp thì mới đi khai nhận và thừa kế được. Chứ bây giờ bị lấy giấy tờ giấy khai sinh giả, hoặc là lấy một cái giấy mà gì không chứng minh được bạn là đứa con hợp pháp, thì làm gì bạn đi kê khai được cái tài sản. Mà muốn đi kê khai được tài sản đó thì đâu phải là một cái tờ giấy khai sinh không đâu cô chú anh chị, đúng không? Còn nhiều giấy tờ khác nữa, thì phải nhiều giấy tờ khác nữa là phải do cái người mà họ để lại gì, họ để lại tài sản đó, họ đã chuẩn bị rồi thì khi ra làm nó mới nhanh như vậy. Chứ nếu mà thật sự, nếu mà mắc mà đi xác minh, đi chích lục thôi, em nói thật sự mấy tháng nhiều khi còn chưa xong nữa. Nhưng mà tại sao Hồng Loan làm được nhanh như vậy thì chứng tỏ rằng chú là cái người đã chuẩn bị hết những giấy tờ đó rồi. Và trong cái cuộc họp 21 ngày thì chú cô Sáu cũng đã nói rõ ràng là chính chú là cái người mà đưa giấy tờ cho Hồng Loan giữ. Vậy tại sao chú lại đưa giấy tờ cho Hồng Loan giữ? Nếu không phải là con ruột của mình, nếu mà đã từ nó thì làm sao mà đưa giấy tờ cho nó giữ được? Chính cô Sáu nói rõ ràng mà, đúng không cô chú chị? Giọng nó vẫn còn, ghi âm nó vẫn còn, và những gì, cái sự thật nó vẫn còn. Đâu em đâu nói hơn, nó bớt gì. Bởi vậy, tại sao mà chú lại đưa cho Hồng Loan giữ? Thì nhiên là tài sản của ba người ta, khi người ta mất thì người ta đưa lại cho con người ta để đi làm giấy tờ rồi. Đó là chuyện quá rõ ràng thôi, đúng không? À, vậy mà chính cô Sáu nói, cũng chính cô Sáu lật kèo lại. Cô Sáu thì lên mạng viết bài nói rằng Hồng Loan lén mở tủ, mà trong khi Hồng Loan có cầm chìa khóa đâu, dù có cầm chìa khóa cũng đâu biết mật khẩu đâu. Đó, chỉ có mà quý vị thấy không, cái điều này nó lại sai nữa nè. Cô Sáu nói Hồng Loan lén mở tủ, mà trước đó thì cô Sáu và cô con gái thì nói rằng Hồng Loan là lén mở tủ sắt ra, có ông sạc đứng kế bên nhìn thấy được là có tờ giấy con nuôi. Ủa gì? Vậy sao trong cái ngày 21 ngày đó thì ông Sạc nói rằng giấy tờ đắt đâu, con đưa cho cô Sáu giữ đi này kia. Quý vị thấy nó lại ngược nhau nữa hay không? Nếu mà Hồng Loan lén lấy đi mở được rồi thì cần gì mà phải mà đi mà mờ cái thợ lên mở khóa của chú anh chị, đúng không? Và tại sao mà Hồng Loan không có chìa khóa, không có mật khẩu thì làm gì mở được cái két sắt đó? Như mở được két sắt đó thì lấy hết 11.000 đô, lấy hết những cái di sản của chú rồi. Cần gì mà phải lên mạng nói rằng mắc ai đã lấy, đúng không? Thì bởi vậy quý vị thấy không? Nhiều điểm mà họ nói, em nói thật sự ra, bây giờ phơi bày hết tất cả mọi thứ rồi, đúng không? Ngày 3 tháng 5 mình nói mình bức xúc. Ủa bức xúc cái gì? Trong khi ngày 20 tháng 5 thì Hồng Loan mới lên mộ. Ủa ngày 13 tháng 5 bức xúc cái gì? Bức xúc cái gì mà đi kiện người ta? Lúc nào mở miệng ra nói là tại vì Hồng Loan lên trên mộ rồi nói tự nhận mình là con ruột về kia, rồi là lo cái gì đem gia đình ra để mà trù dập này kia. Ủa trước đó họ đã đi kiện và họ đã đi lập di chúc rồi mà, chứ đâu phải là Hồng Loan lên mộ xong họ mới kiện, họ mới lập di chúc đâu, đúng không cô chú anh chị? Bởi vì đó là một cái mà chúng ta thấy được trong cái câu chuyện này. Thì một cái cô tức quá thì cổ mới nhắn tin cho cô cháu gái như thế này là cô chú anh chị, em cũng đọc cho cô chú anh chị nghe. Ve ơi, mẹ em, chú em và em không thấy xấu hổ. Với gần 100 triệu dân hả em? Toàn dân chả có ai là người biết Hồng Loan là ai cả. Nhưng em thì ngược lại được rất nhiều người biết vì em là người của công chúng. Em ơi, em nhìn lại những người mà ủng hộ Hồng Loan đều là người có tiếng nói, có văn hóa. Còn mấy người em bỏ tiền ra thuê họ lên tiếng cho em đều là những người nói ra câu nào ngu câu đó. Mà đúng thôi, họ ngu như em nên họ mới nhận tiền của em để đứng ra bảo vệ em. Nhìn em nhìn xem, từ người dân lao động chân chính khắp mọi miền đất nước đến những người có học thức, có uy quyền và có tiếng nói, có bảo vệ em không ve? Có lẽ em ngầm, có vẻ em ngắm lại thấy tiếc quá, càng tiếc em càng điên lên mà mất đi nhân cách đơn giản nhất của một con người. Nếu em đúng hôm nay em nếu em
Nếu em làm đúng, hôm nay em đi ra đường, em lên sân khấu, em được cả nước mến mộ em. Em có thể ngẩng cao đầu với bàn dân thiên hạ. Chị khuyên em nên vào chùa tịnh tâm đi em. Khi nào em có thể buông bỏ hết mọi thứ của người ta mà em muốn chiếm đoạt của riêng mình, khi đó em hãy tự tin bước chân ra đường và ngẩng cao đầu em nhé. Còn giờ em nhục quá, em đi đến đâu cũng bị mọi người xa lánh. Cái tự trọng tối thiểu nhất của một con người trong em cũng không còn nữa rồi em ơi. À, em nghĩ ngắn quá nên hôm nay em rước họa vào thân. Nếu ngay từ đầu em đừng quá tham lam thì hôm nay mọi người cũng chẳng biết Hồng Loan là ai, chỉ biết em là cháu của cậu Năm Vũ Linh em mà thôi. Nhưng em tự hạ cái danh dự của em xuống đáy xã hội, và em cho Hồng Loan cơ hội được cả nước yêu thương. Em đã sai, giờ càng làm càng sai em ạ. Dừng lại đi em. Chúc liêm sĩ và danh dự cuối cùng đó em. Chúc em đủ tỉnh táo và mạnh mẽ để dừng lại khi vẫn chưa quá muộn em nhé. Đó, thì đây là một cái chị quá bức xúc câu chuyện này đã nhắn tin trực tiếp cho cái cô mà cháu gái để mà nói lên cái tâm sự của mình. Đó. Thì quý vị thấy đi. Bây giờ quý vị thấy không? Những người nghệ sĩ người ta cũng đã lên tiếng hết rồi. Những người anh em bạn bè, những người mà chi kỷ, những cái người mà hồng nhan, những người bạn diễn của cô nghệ sĩ cũng đã lên tiếng hết rồi, còn gì nữa đâu. Con nuôi cũng lên tiếng hết rồi. Ngoài những cái người mà nằm trong cái danh sách mà Hồng Loan đưa ra thì có ai thêm nữa đâu, đúng không? Đó, chú Hữu Quốc cũng lên tiếng. Và những người mà quý vị thấy không? À, cô Ngọc Quyền có livestream nói một câu như thế này nè. Nếu mà những cái nghệ sĩ này á, họ bất hiếu á, thì không ai chơi với họ đâu, không ai giao du với họ đâu. Mà tại sao thời điểm này tất cả những nghệ sĩ, thậm chí người ta còn đi diễn chung với Vũ Luân, với Bình Tinh, là chứng tỏ rằng là họ đang làm đúng, họ đâu có bất hiếu, đúng không? Câu nói này nhẹ mà nó rất là thâm hiểm nha. Còn những người mà bây giờ tự nhận mình làm đúng thì vì thấy đó đâu có ai chơi đâu. Ngoài những cái cá nhân đó có ai nữa đâu. Quý vị thấy từ bữa giờ có một cái nghệ sĩ nào mà lên tiếng ủng hộ mẹ con của cô Sáu hay không? Còn Hồng Loan quý vị thấy không? Hết người này xong tới người kia. Qua cái bữa mà tưởng niệm thôi quý vị cũng đã thấy rồi. Nhiều người ta không lên tiếng. Không phải là người ta không biết. Em nghĩ rằng khi mà đi diễn hay đi đâu đó với nhau á, thì em nghĩ rằng cố nghệ sĩ Vũ Linh cũng tâm sự về con gái của người ta, nên đa phần mọi người đều biết Hồng Loan là ai. Nên khi mà đừng có nói là lấy vải thưa mà che mắt thánh, hoặc là đem những đoạn ghi âm hay gì đó ra để mà vu khống người không biết á, người ta còn ủng hộ. Chứ những cái người mà ta tiếp xúc gần với cố nghệ sĩ á, thì người ta đều biết Hồng Loan là ai. Mà khi mà vu khống như vậy thì người ta chịu không được, người ta phải lên tiếng thôi, đúng không? Còn giả sử như mà theo những cái lời mà họ nói rằng chú Vũ Linh từ Hồng Loan hay Hồng Loan phá của này kia, thì ít ra chú phải nói với những người này thì họ đâu có ủng hộ Hồng Loan đâu. Nhưng mà thực tế bây giờ họ ủng hộ Hồng Loan dù họ đâu có được thêm một cái sự nổi tiếng nào nữa đâu, đúng không? Họ đâu có được thêm một cái sự nổi tiếng mà nhiều khi dính vào câu chuyện này càng lu bu nữa. Nhưng họ vẫn đứng lên để mà bảo vệ Hồng Loan. Ai đây? Giống như Lâm Khánh Chi nè, rồi ai đây? Lâm Hùng nè, rồi Nguyên Vũ nè, rồi ai nữa? Rồi là Kim Tử Long nè, rồi Kim Tiểu Long nè, rồi ai nữa, rồi là Linh Tâm nè, rồi bây giờ Ngăn Tuấn nè, rồi Thoại Mỹ nè, rồi Ngọc Quyền nè, rồi cả hai đi người con nuôi của chú giống như là Bình Tinh nè, rồi Vũ Lân nè, còn ai nữa đâu. Những cái người này là những cái người mà gọi là chi kỷ của cố nghệ sĩ. Chú Thanh nè, một người gọi là chi kỷ mà từ lúc mà chú vào, chú chưa nổi tiếng tới giờ cũng lên tiếng bảo vệ người con gái của Hồng Loan, người con gái của chú Vũ Linh là Hồng Loan, thì còn gì nữa đâu mà nói nữa. Đó, những cái người, những cô chú anh chị, những người mà đang bảo vệ, đang mà tấn công Hồng Loan, cũng giống như là đang bênh vực mẹ con của Sáu. Quý vị nhìn lại đi, được bao nhiêu người ủng hộ, ngoài 11 cá nhân đó họ tự bảo vệ nhau, đúng không? Giống như là cô Tiên Giết thì cô cháu gái chia sẻ, rồi ông Sạc chia sẻ, rồi cô trợ lý Kim Hô chia sẻ. Ngoài ra đâu còn ai đâu. Còn Long La thì nói làm gì, đúng không? Nếu mà Hồng Loan sai á, thì em nói thật sự không ai dám binh vực đâu. Trừ khi Hồng Loan là không sai, người ta mới binh vực thôi, đúng không? Mà Hồng Loan làm cái gì sai từ đầu tới giờ quý vị thấy không? Hỏi
Cô cháu gái cứ mở miệng lên là tấn công vùi dập gia đình. Ủa, ba tôi mắc, tôi kêu các anh các chị họ sao kê cái khoản tiền mà kêu gọi để mà xây mộ cho ba tôi, làm thắt của ba tôi, để tôi biết tôi chi ăn, tôi trả lại cho người ta. Ủa, vậy gọi là tấn công, gọi vậy gọi là vùi dập à? Đúng không? Rồi, tôi là con ba tôi mắc, tôi là con, tôi thừa kế tài sản của ba tôi. Ủa, vậy là gọi là tấn công à? Ủa, có ai quy định là con nuôi hay con ruột là con nuôi, mấy con nuôi là không được thừa kế tài sản hay không? Đúng không? Đâu có luật pháp nào quy định là con nuôi không được thừa kế tài sản đâu. Quý vị thấy không? Tài sản á, là ba người ta mắc là cái hàng thừa kế thứ nhất là Hồng Loan là được thừa kế rồi, mà bây giờ Hành Loan là mang tên, mang tiếng là con nuôi đi tranh giành tài sản. Chừng nào mà trong nhà có một đứa con nữa kìa, giả sử như chú Vũ Linh có thêm một đứa con mà Hồng Loan là con nuôi, mà Hồng Loan đi tranh giành tài sản với đứa con đó thì mới gọi là đi tranh giành tài sản, lấy hết tài sản không cho đứa con đó, không cho anh em của mình thì gọi là tranh giành tài sản. Nó nói về luật là như vậy, còn nói về đạo lý thì ai cũng biết rằng á, ba mắt là con thừa kế, con nuôi con ruột không quan trọng, miễn là con là được thừa kế đó, con trên giấy tờ nha, chứ không phải là con mà nói à những người con nuôi khác thì cái đó bậy, không có được thừa kế. Đúng rồi, con trên giấy tờ rõ ràng đó, quý vị thấy rõ ràng không? Quá rõ ràng. Còn cái vụ tấn công gì, bây giờ mẹ con cô Sáu chỉ cần cái việc đầu tiên, thứ nhất là đi sao kê cái số tiền là sẽ minh bạch mọi thứ, là nhiều người người ta sẽ, nhiều khi người ta sẽ ủng hộ nên sẽ tin đó, nó là sẽ minh bạch được cái việc là không ăn chặn trên cái tiền mà đám tang của chú đó, đó. Thì nó minh bạch được một phần rồi đó, tại sao không làm? Mà quý vị thấy không, Hồng Loan có 200 triệu à, mà sao kê một cái bạc cái là xong. Mà thậm chí là nhiều người thách rằng á là Hồng Loan sao kê tài khoản đi, ok bạn ký giấy ra xong đi, rồi đi ra Hồng Loan sao kê tài khoản cho, bạn chịu trách nhiệm ra Hồng Loan sao kê tài khoản cho. Trách nhiệm ở đây là bên cô Sáu á, nếu mà họ sao kê á thì Hồng Loan sẵn sàng đi sao kê, thậm chí Hồng Loan sao kê trước luôn à. Vậy mà bên cô chú gái sao, vậy không, 11 cá nhân, em nghĩ 11 cá nhân tới thời điểm này, vậy không, không biết nhiều hay ít gì em không biết, có bao nhiêu đi chăng nữa em không biết. Nhưng mà quý vị thấy đó, tại sao vấn đề sao kê nó đơn giản lắm, mình vài trăm triệu hoặc là vài chục triệu hoặc trăm mấy chục triệu, giống như ông sạc con trăm mấy chục triệu à, cái việc lên trên mạng bấm vô cái kịch cái là coi ngày nào sau cái kịch ra cái xong à, chú nhận từ ngày này tới ngày này nè đó, được bao nhiêu tiền nè, chú đã đưa ra ta thống kê rõ ràng cho cái cô ve nè đó, xong rồi đó, minh bạch. À, ông này ông không có ăn chặn rồi, nhiều khi ông bức xúc qua ông lên ông tiếng nói thôi chứ không, ông không có ăn chặn đó, đúng không cô chú anh chị? Người ta làm nghệ sĩ lớn, người ta đi làm từ thiện vài trăm tỷ hoặc vài chục tỷ, người ta còn sao kê một cái bạch ra nữa. Còn mình thì có vài trăm triệu hoặc vài chục triệu mà mình không sao kê, mà tự nhiên đám tang xong á, quý vị thấy không, người á thì được hàm răng, người á thì được chiếc xe, có nhà, có đất, có tiền. Tự nhiên trước đám tang than rằng là phải đi vay mượn, đi cầm vàng, mà khi mà về nhà chúng ta thấy rõ ràng không, vàng thì vẫn còn như đó, tiền thì cọc 500 như vậy, ủa tiền đó đâu, không là tự nhiên cái trên trời rơi xuống, đúng không cô chú anh chị đó. Thì đây là những cái mà chúng ta thấy được qua cái câu chuyện của Hồng Loan mà mọi người đang lên tiếng để mà nói rõ, chứ đâu ai ủng hộ cái việc mà cô Sáu với mẹ con cô Sáu làm đâu, đúng không? Cứ đi bươi móc cái quá khứ. Mà em hỏi cô chú anh chị nè, nếu mà cái người á mà họ không có âm mưu á thì họ có sao họ nói vậy, đúng không? Giống như cái việc mà chú Vũ Linh ở trong bệnh viện nè, ở phòng VIP hai đêm 2-3 triệu, có phòng riêng toilet, vậy mà lên mạng nói rằng là nghệ tại sao mà con nuôi lại cho ở cái phòng mà không có toilet riêng. Tới bây giờ quý vị thấy không, tới bác sĩ ở bệnh viện nó cũng lên tiếng, ta nói không có cái điều đó, và ta đưa hình minh họa thì cũng nói không được, cái bỏ chạy qua vấn đề khác. Vấn đề cái nói là Bình Tinh là đứa con bất hiếu, xong cái nhiều nghệ sĩ người ta lên tiếng à Bình Tinh không có bất hiếu, thậm chí người ta dẫn chứng ra luôn thì cũng bỏ chạy mất tiêu đó. Quý vị thấy không, khi mà nói đụng tới vấn đề gì xong rồi nói ví dụ nghệ sĩ không có đi tiền phúng điếu rồi à, đi tiền phúng điếu người nhà ăn cũng vậy, và chỉ có vài người đi, đi không đủ tiền họ đi chơi nữa. Quý vị thấy không, khi nhiều nghệ sĩ bắt đầu lên tiếng cái cũng bỏ chạy bỏ chạy vấn đề đó, đụng tới vấn đề gì là bỏ chạy vấn đề đó nó. Quý vị thấy không, biết rồi, em không hiểu là bên đó như thế nào nữa đó. Thì đây cũng là một số những cái nội dung
mà ngày hôm nay muốn cập nhật và chia sẻ đến cho cô chú anh chị, thì cô chú anh chị thấy như thế nào thì hãy để lại cái phần bình luận phía bên dưới để có thể trao đổi cùng Tiến Vlog cũng như tất cả quý vị khán giả đang xem kênh. Thì một lần nữa cũng xin chào, hẹn gặp lại cô chú anh chị trong những video tiếp theo.